Hi, xin chào các mọi người, chào mọi người quay lại trên đồ của mình là Toàn Bagat. Thì hôm nay mình sẽ quay tiếp tục tập tiếp theo của Murder. Và mình... Ê! Tao tao! Mình lỡ vô trận nha mọi người. Và trận này, cái trình độ của anh Tài sẽ là người chiến thắng. Ok, thằng áo trắng á. Bắt trúng nè. Ông ơi, nè. Anh ra làm cho bắt trúng nè. Ê, Bạch Nhãn đã chết nè, nó tự dưng rồi. Rồi xong ghi được một chỗ khá là ngon lành cành đào. Ê, rồi xong ui rồi. Yeah, đỉnh ta, trời ơi. Ui rồi ơi. Quay em sĩ. Quay lịch sĩ. Quay lịch sĩ mất quá. Màu quay màu. Mọi người biết mình nhiều quá ha. Idol. Idol, idol rút nãy giờ, idol rút nãy giờ, idol quê quá à. Chụp hình đang nghe. Ở đây mọi người nhận ra mình khá nhiều. Xin chào mọi người nha. Tôi còn ở bên dưới hiểu không? Rồi chết rồi. Ôi. Đời tôi ba đời dân thường. Toàn MC sẽ lại chơi cái trò bao đỉnh VIP Pro luôn mọi người. Không phải là mình lát hồi mình sẽ đi kiếm vàng sau, nhưng mà thời gian đầu á mình phải đợi cho nó diệt bớt hiểu không? Là mình sẽ đỡ hơn là mình nghi ngờ ai. Giết nhầm ấy. Toàn ơi. Toàn ơi. Kêu anh. Anh đang nấp. Mấy nhiêu người kêu Toàn ơi. Nó xong cái kêu em đằng sau lưng anh nè. Bờ mỉ nó còn sợ hơn nữa. Rồi quay em xin. Rồi xong. Rồi Alex Mulder đi. Như sân của mình thì nếu mà quay MC rồi thì bảo hello thì chắc chắn là á đủ. Ấy chứ bạn kia. Tí mọi 3 thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Ôi dở quá. Win rồi. Win rồi, quay MC giờ ván này dở rồi. Ê, hồi nãy là ván đầu tới Kai thua. Ván này tới thằng quay thôi. Chết cha. Tới dán anh. Nói gì? Em sẽ ám anh Toàn MC. Nữa, ba giấy gì nữa hết rồi. Thôi em chuồn đây ba nha. Ôi. Ê, cái kìa, cái nhảy xin đâu, cái nhảy xin đâu, cái nhảy xin đâu rồi, cái nhảy xin đâu rồi. Cái anh chơi em coi này nhỏ nhỏ lắm. Chơi em coi, chơi. Cái này nhỏ lắm, chết rồi, cái này nhỏ lắm. Rồi, rồi, xong. Không ai biết mình ở đây hết. Không ai biết mình ở đây hết. Không ai biết mình ở đây hết. À không biết, không ai biết rồi. Rồi xong. Rồi xong. Rồi xong. Kim da đen. Rồi, lên đường. Đâu đâu rồi, má thằng giết người để làm cái gì vậy? Mày đang ăn chay mày ơi, đang thịt dữ quá. Ba mu hả? Ba mu đơ luôn, ba đu. Rồi xong. Từng người luôn rồi, luôn rồi, luôn. Rồi còn hai đó. Ba đu. Còn tao cái gì? Thôi 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 thôi. Còn khoa khoa ST mày gặp toàn MC. À em biết Khoa đang trốn đâu rồi, trốn trong nhà xe nè. Xuân này Toàn không về, Xuân này Toàn không về. Người ác quá vậy. Toàn ơi Xuân ơi. Này Toàn không về. Em đang nhìn anh. Em đang nhìn anh. đúng là mèo đen, trôi trôi đen. Ui nó vô rồi, nó vô rồi kìa. Anh thấy rồi. Rồi bay mỏi Toàn. Rồi cố gắng chạy trốn. Quay lại Toàn, nó quay lại. Ê, con máy. Here's Johnny. Người xanh nhà mày điên. Người xanh nhà mày điên. Rồi là còn người xanh nhà mày điên á. Rồi còn anh hai với nó. Chứ nhập có ba nó chém luôn, nó chém không tương biết luôn. Ba mu đơ luôn, trời ơi, dáng này ba mu đơ. Ba im phải lại đâu thế. Trốn kỹ thế. Trốn chỗ khôn thế nhờ. Thật là tin. Rồi. Bon. Bon chưa? Ủa chưa bon. Rồi bon. Rồi bon. À, nó nhắm vô Toàn nó chém. Hơn quá tao là làm thứ hai chứ thằng kia nó trốn kỹ hơn. Nhưng mà chuẩn bị phát hiện. Ê, nữa hả? Sao xin chán quá. Toàn dân thường. Dân thường không à? Dán này Toàn là dân thường không à? Edit chắc là dân thường không? Chụp video. Ôi không biết gì hết. Ôi. Trời ơi, thằng Steve đi mặt mày đen thui vậy? Tôi sợ quá. Đừng chung với tao nữa. Đừng có gật đầu với tao. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Ui. Gì vậy? Trời ơi, thằng Steve lộ vị trí anh. Trời ơi, Steve. Bé Steve. Rồi, cái con. Trời ơi, con. Cái con trắng vừa đây làm mu á, con đấy cũng làm mu. Giờ nào nó cũng làm mu. Dạng này mấy mu đời vậy? Có một mu đơ, giấy này có một mu đơ. Hùn mắt gọt hùn mà nó chém không thương tiếc. Rồi. À nhưng mày có nhà vệ sinh núp được nè, nhưng mà vẫn bị phát hiện à. Không có chỗ nào. Phải chỗ em không? Không chỗ nào kín hết á.
cái chỗ em không? Thấy cái chỗ em đang đứng không? Cái chỗ em đang đứng không? Nhưng mà màu đỏ lè lẹt là thấy à. Màu đỏ lè lẹt là thấy à. Đứng cái này là cái gì? Thấy à bà, người từng chơi map này sẽ biết. Ôi ơi khoan, biết người kìa. Ê cái gì vậy? Sao chạy đi cho tôi? Thấy chưa, nó biết mà, nó chơi lâu rồi. Nó làm MVP luôn mà. Hồi nãy nó là ở ngoài á. Kè, nó giết em kìa, phóng kiếm kìa, chết à. Bon, không bon à. Không tới, kiếm xa quá, không tới. Chết cha, chạy lẹ đi rồi. Bon, thằng kia bị bon cái đầu rồi. Đúng giang. Rồi, nó quay đầu rồi. Ê, có hai bạn trên kia kìa. Hello, quay. Hello, nhưng mà kìa. Rồi, mua đơn rồi. Mua đơn, không thấy rồi, một phút nữa. Rồi, thắng luôn. Win rồi. Em đâu? À, thấy bạch nhang rồi nè, bạch nhang. Bà... Đúng cột nữa. Thế an toàn rồi nhá. Rồi, xong luôn. Ê, cái là mua đơ. Không. Lên đá stream nó dám, lên đá stream nó. Tui giờ né toàn ra. Còn cái nịt. Anh em lâu năm thế này mà không tin là hỏng. Mày đi gá đi. Không, thật, làm người, mẹ, làm... Em không làm người, em làm... Khó. Ôi, cay cơ. Em thấy không? Ủa, giết người này ăn chay hả ba? Ôi, Linh GM nè. Ôi, xin bạn em đó. Bạn em hồi lũi anh luôn á, bữa bạn em hồi lũi anh rồi á. Toàn ơi. Mày kiếm hộ tao. Mày kiếm hộ. Thấy rồi nha, Toàn ơi. Hello. Tới đây. Bạn tới đây. Đừng mà gấu. Rồi, chết cha, gấu nó lên rồi. Thằng gấu nó lên rồi. Á! Mua đơ đâu? Rồi, mua đơ. Ok, biết ai rồi. Cầm cung lên. À, đây. Bắn liền. Tao đang đi kiếm cung, tao 5 cái rồi. Lần này Toàn không nứt nữa, Toàn làm... 60 giây, còn 60 giây. Thằng đằng sau anh Toàn, mày ơi, xui quá thằng da đen. Anh Toàn đai rồi, bà mẹ nó chém anh Toàn, xong thằng lấy Toàn không đai. Thằng da đen đó nha, coi chừng thằng da đen đó nha. Rồi xong. Đó. Ôi trời ơi, bây giờ nó mới chém ba. Từng cứu tôi anh em ơi. Cây à, cây chứ là... tao đi ngang qua nó luôn ba. Cây thật sự luôn đó ba. Mua đơ này hiền quá à. Da đen. Thằng da đen chứ thằng nào. trời ơi. Rồi, một thanh niên mẹ bác sĩ chuẩn bị chết rồi. Rồi xong. Xong luôn. Đã vậy còn để mặt nạ hacker nữa. Không ai thắng hết á. À người chơi thắng. Mát nào. Chi gì đó. Trời, nó vô vậy rồi. Trời ơi, 16, 14, 15, 16 luôn rồi. Xong full mẹ phòng. Nào. Trời ơi, full phòng em ơi. Thoát ra kìa. Yeah. Không phải, cái này anh không thoát được, cái này anh không thoát được em. Cái này anh được làm thám tử em. Ok, được cái gì? Thằng quay này, mày lấy gồm tao đi. Bắn. Mày thách tao hả? Bắn. Đấy nghĩa anh em, có chắc bình lâu. Nữa. Thằng hồi nãy. Ui, cầm cung đi. Kim da đen. Ôi phải rồi, kim da đen. bốn phần trăm thám tử bằng dân. Hồi nãy anh 12% còn bị bay màu nữa mà. Nè ông này ông móc cái kiếm ra thấy vui lắm nè. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Con gấu này, rồi nó bị phát hiện rồi, nó bị phát hiện rồi. Giờ nó chỉ có chém lực, giờ nó rồi bay nè. Nó chém thôi. Gấu xanh. Gấu xanh mù. Phát. Nó chém qua MC mà ba. Ôi, tụi bay. Ôi, nó chém bạn tao luôn nè. Nó nhìn tao đây nó chém. Chạy đi ba. Rồi cay. Xong cay khóc rồi cay giận rồi, nó bị gấu chém xong giận ba. Anh còn sống hơn anh Toàn.
anh ngủ mít. Còn gì nữa đâu mà không vơi. Bà mẹ nó sao lưng quá dưới đeo anh kìa. Anh quá em chụp là bà rồi chụp được đâu. Ai da. Chụp được rồi anh chụp. Ai da. Lại là dân thừa. Cái dáng này lâu lắm rồi mới vô chơi nè. Bởi người ta con gấu. Ủa hả mọi người chưa biết mình bắt cua hơi bị giỏi nha mọi người. Đi không? Mình thề với anh em, mai mốt mình sẽ tải map bắt cua về rồi mình bắt cua cho anh em xem. Bắt cua trên TikTok là dở là dở thôi. Anh em mời chỗ tôi đi anh ra chỗ mày chỗ chém tao đi ra. Chỗ nào chỗ nào. Ôi. Ê chỗ này an toàn lắm. Ra đây ra. Chỗ nào xem không thấy ta em đang ở chỗ nào á. Đây. Rồi chỗ nào. Ôi, rồi bạch nhang, rồi bạch nhang luôn, chết bạch nhang. Rồi, ơi, coi chừng nha trắng. Đang ở trong á đây bị hình như cái gương á, như cái thằng cái gương. Ôi, là cái thằng màu da trắng áo xanh quần nói chung là đồ xanh với cả trắng ấy. Rồi. Đồ xanh trắng cái đúng không? Cái kiểu mặt bựa ấy, Trắng này đứng yên ha, trắng. Mudo trắng đứng thám tử ơi, đứng đi gần thám tử ơi. Đó. Ôi phải. Thằng ngu kìa, thằng ngu đó. Cứu, bắn đi, Lấy, quay đi, cứu, bởi vì nó đem bắn lại. Bắn. Rồi. Chắc chạy đây, chắc cho thằng mua đỡ chạy ra đây, cái chỗ này nè, cho thằng này bắn. Chạy đâu vậy? Bắn. Bắn thằng bắn chúng nè. Nó nói là hai thằng á. Chạy. Qua hai thằng á. Biết rồi, bây giờ xử này cái đã. A đù. Con mèo xanh. Thôi rồi sao? Tao vẫn thường từ nãy đến giờ luôn không có một chén nào lờ mua đơ toàn mua đơ cây một cái lờ cây nữa vẫn thường nữa cây đi nhờ mẹ đang định làm mua mẹ chôn ổng một tí anh toàn có chỗ đất sập siêu xịn này nhìn nè lên rồi xong rồi con lên chết một cái một nha dáng này mình thắng mọi người yên tâm dáng này mình thắng lô em Toàn không gáy nhưng mà Toàn cảm thấy gì là thật. Rồi. Đầu trước khúc sau thế mới đau lòng. Đợi. Á đù. Ôi nghe gì vậy? Nghe gì trong lối sao? Á đù. Sợ quá. Á đù. Ơi không thấy anh nha, thấy anh là thấy anh thằng quay với thằng cai làm chó nha. Ơi Toàn còn sống. Gọt nam mô A Di Đà Phật. YMC đi làm mũ đơ đó. Không phải đâu, cái gì vậy? Anh em nói gì vậy? Ôi, ta xin lỗi. Đừng. Vậy này cho tao thắng đi. Vậy này cho tao thắng. Chứ tao thua nãy giờ tao buồn lắm. Mua tức thế nha. Để tao có cung đi, tao mày solo. Để tao có cung đi, tao đi kiếm cung. Please. Còn có một mình anh Toàn chưa có cung. Ừ, còn mình anh ấy, còn mình anh ấy. Nhưng mà chưa có cung. Cung như này nè, cung ngay sẵn luôn. Biết rồi nhưng mà còn một thằng nữa là sao? Còn thằng là thằng mua đơn, nó đang đứng trước mặt em nè. Một mình mày là thằng ra đấy cung còn solo được. Nè, giờ em đi, chị ơi, cho em vụ này. Rồi. Giờ mua đơn có chạy nhanh rồi mà, giờ mua đơn có chạy nhanh rồi. Giờ mua đơn có chạy nhanh rồi mà. Anh ai đi cái đường mà. Ai. Cái đường mà anh ai. Đừng tin anh coi. Từ, anh đang ra, anh dẫn cái đường khác. Không, dẫn đi đường khác nha anh ơi. Dẫn đường đi tao ra. Tao vẫn đứng chỗ cũ. Dẫn đường đi tao anh ra. Toàn ơi. Anh hai quay phải đi, quay phải đi. Không biết rồi thì từ đợi. Mày phải đợi tao. Từ nó phải đợi tao. Mày phải đợi tao từ từ bây giờ tao phải đợi cho nó đi hẳn rồi tao mới dám ra hiểu không? Từ. Mày phải. Thôi thì có tao không dám tin thằng này luôn á. Nó chết rồi ba, còn có em với anh hai á. Chắc không? Chắc bật cái táp tôi biết. Rồi nha, mày phải đợi tao lượm cung rồi đợi tao đi xa mới được bắn nha. Ok. Mày không chơi bẩn với tao nha, mày chơi bẩn là chết á. Nhanh đi, thanh niên đắp hoài. Rồi, ra tới nè. Ơi mèo. Đang ra, chính đang thám rồi. Đang bị cao ra nè. 10 giây. Mày biết không, bộ não của một đứa thiên tài là vụ là mua đôi solo để cho mình là người chiến thắng. Gà. Gà. Bắn gà gà. Bạn gì? Ôi, ta xin lỗi. Đừng. Video mình sẽ kết thúc tại đây. Mọi người thấy video hay nhớ like, subscribe, share cho mình để mình tiếp tục ra video tập tiếp theo của Minecraft Mudder F thứ 5. Thì tập này cũng khá là nhiều bạn vô chơi với mình thì mình cũng khá là vui. Tất cả mọi người ở đây thì mình cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ mình nha.
mọi người đừng quên ủng hộ mình trên nền tảng YouTube, TikTok, mình luôn. Và mọi người đừng quên ủng hộ mình qua MC và Kai nha. Bye bye mọi người. Yêu mọi người nhiều.